Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh giải trí và đến với chương trình Việt Nam tôi con nếu có cơ hội du lịch Thái Bình mà không được thưởng thức những món đặc sản độc đáo này thì chuyến đi của bạn sẽ không thể nào trọn vẹn được. Thái Bình không chỉ thu hút khách du lịch bởi các lễ hội, các truyền thống hay những điểm tham quan du lịch mà còn hấp dẫn bởi văn hóa ẩm thực nữa. 1. Bánh cái làng Nguyễn nhắc đến Thái Bình chúng ta không thể không nhắc đến bánh cấy một trong những đặc sản nức tiếng của tỉnh thành này. Bánh cấy làng Nguyễn Từng là loại bánh dùng để tiến vua thời phong kiến. Sự đặc biệt của món bánh cấy là được làm từ bàn tay của những người dân làng Nguyễn với các nguyên liệu từ hoa màu. Sự dẻo thơm của bánh cấy kết hợp với vị ngọt. cay tạo nên món bánh hấp dẫn và cuốn hút. 2. Nem chạo vị thủy nem chạo hay còn gọi là nem sống món ăn không thể thiếu trong các mâm cỗ ngày cưới, ngày lễ tại làng vị thủy, huyện Thái Thủy. Thái Bình, nem được làm từ thịt sống nên chỉ những người có kinh nghiệm chế biến thì khi ăn mới không bị đau bụng. Nét độc đáo của món nem ở đây là thịt lợn xẻ ra còn nóng hồi không đem rửa lại với nước mà băm nhuyễn luôn khoảng một giờ thì phần xương thịt lợn tùy hòa vào nhau tạo nên độ dẻo dính phần bì lợn được cạo sạch lông luộc chín thái mỏng sau đó các nguyên liệu được trộn với nhau cùng với tỏi ớt nước mắm mì chính và thính gạo rang 3. Canh cá quỳnh côi đến Thái Bình đừng quên thưởng thức canh cá quỳnh côi bởi cũng làm từ những nguyên liệu đơn giản nhưng món canh cá ở đây tạo được hương vị riêng độc đáo, cuốn hút. Điểm khác biệt ở đây là việc sử dụng bánh đa thay cho bún như nhiều món canh cá khác và có lẽ vì thế mà canh cá quỳnh côi thu hút mọi người, khiến ai đã ăn một lần đều nhớ mãi. 4 ổi bo nhắc đến Thái Bình, chúng ta không thể quên một loại trái cây vô cùng hấp dẫn và có rất ít hạt mang tên ổi bo với hương vị ngon, ngọt, giòn, mát, chua chát dịu nhẹ làm nên loại ổi có một không hai này. Thưởng thức một miếng ổi bo mà nhớ cả đời. Tuy nhiên, ổi bo hiện nay đang bị thu hẹp dần diện tích nên để thưởng thức loại trái cây này không phải ai cũng có cơ may. Năm gỏi nhạch gỏi nhạch là một trong những món gỏi ngon nức tiếng của quê hương thái bình món gỏi được chế biến từ cá nhạch cá được làm sạch thái lát mỏng trộn thính xương được băm nhuyễn đem nấu thành nước chấm cá chèo để có thứ nước chấm ngon chèo sau khi nấu được pha thêm tỏi ớt gừng xả hạt tiêu phần da cá được lọc ra và đem chiên giòn cuộn gỏi trong lá sung, cho tí ra cá chiên giòn cuộn chặt rồi chấm với nước chèo, ăn kèm với rau chanh, rau húng, tía tô sẽ cho ta cảm nhận món ăn tuyệt vời này. 6. Bún bung bún bung còn có tên gọi khác là bún hoa chuối. Bún bung thường được làm từ các nguyên liệu chân giò, mọc mùng, lá xương sông, và tất nhiên không thể thiếu được hoa chuối vị chát của hoa chuối, vị thơm của lá xương sông, vị béo ngậy của thịt hòa quyện với hương vị của nhiều loại rau sống sẽ cho ta những hương vị tuyệt vời. 7. Bánh giò bến hiệp Bánh giò không còn xa lạ với nhiều người nhưng bến hiệp được coi là thứ bánh giò cực ngon và cực hấp dẫn khiến nhiều người ăn một lần rồi nhớ mãi. Đặc biệt loại bánh giò này bạn có ăn nhiều cũng không cảm thấy ngán, có thể ăn thay cơm, ăn lót dạ, ăn đổi bữa được. Hiện nay với mẫu mã đẹp mắt, chất lượng tuyệt vời nên bánh giò Bến Hiệp hiện đang khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. 8. Bánh nghệ bánh nghệ Thái Bình được làm từ gạo tẻ nên ăn không ngán và không lo sợ béo phì hay tăng cân. Với màu vàng nghệ đẹp mắt, thơm bùi lại được kết hợp với nghệ nên rất giàu giá trị và tốt cho sức khỏe. Bánh nghệ ăn ngon nhất khi còn nóng, nếu nguội hương vị sẽ không được hấp dẫn. 9. Gạo Thái Bình Đất Thái Bình vì nhiêu màu mỡ là nơi sản xuất ra được những loại gạo ngon nổi tiếng cả nước. Gạo ở đây ngon, mẩy, đẹp mà hàm lượng dinh dưỡng cũng cao hơn ở nhiều nơi khác. Bạn có thể chọn lựa nhiều loại gạo khác nhau như nếp cái hoa vàng để đồ sôi hay gạo ăn hàng ngày như tám thơm tiền hải, gạo hương thơm. BC, một trong những lý do lựa chọn gạo làm đặc sản Thái Bình làm quà vì đây là một nông trường gạo sạch trên cả nước. 10. Nộm sứa Thái Thụy nộm sứa từ lâu đã trở thành món ăn dân dã và giàu giá trị dinh dưỡng. Mỗi vùng quê lại tạo ra được hương vị riêng vốn có và nộm sứa Thái Thụy Thái Bình chắc chắn sẽ khiến ai đã từng thưởng thức sẽ nhớ mãi không quên. Vì vậy mà người dân Thái Thụy từng có câu: Tới Thái Thụy mà chưa thưởng thức nộm sứa coi như chưa về. Vì vậy đừng quên thưởng thức món ăn này khi đến Thái Bình. Mình đã giới thiệu cho các bạn 10 món đặc biệt khi đến Thái Bình nhất định các bạn phải thử nhé bạn thích nhất món nào hoặc còn món nào khác thì hãy bình luận cho mình và các bạn biết nhé xin chào hẹn gặp lại video sau nhớ like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé